Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời. Kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ. Kẻ hà hiếp có quyền phép, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp. Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâu rồi, là sướng hơn kẻ còn sống. Còn kẻ chưa được sinh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đằng kia. Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người này kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Kẻ ngu muội khoanh tay ăn lấy thịt mình. Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Này, một người cô độc, chẳng có ai, hoặc con trai hay là anh em. Dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải. Nó không hề nghĩ rằng, vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn hơn một ông vua già cả mà dạy, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám đặng làm vua, dầu sinh ra nghèo trong nước mình. Ta thấy mọi người sống đi đi lại lại dưới mặt trời đều theo kẻ trẻ ấy là người kế vị cho vua kia. Dân phục dưới quyền người thật đông vô số. Dầu vậy, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Chương 5. Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội, vì nó không hiểu biết mình làm ác. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. Hễ nhiều sự lo lắng, ắt sinh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sinh ra sự ngu dại. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi? Đâu có chim bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng có sự hư không nhiều. Song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chính trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ. Vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có đấng cao hơn nữa. Song một vua hay cày cấy ruộng, ấy vẫn ích lợi cho xứ mọi bề. Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy.
chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng? Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời, ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở làm hại cho mình. Hoặc vì có tai họa gì, cả của cải này phải mất hết. Nếu người chủ sinh được một con trai thì để lại cho nó hai tay không. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Điều này cũng là một tai nạn lớn. Người ra đời thế nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu, đau đớn và phiền não. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời, trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay, vì đó là kỹ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình, vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. Chương 6. Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời, thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải và sang trọng, đến đổi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Nếu một người sinh 100 con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy. Vì đứa con sảo ra hư không lại trở về sự tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến. Nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người dầu sống đến 2000 năm mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao? Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội. Người nghèo biết đảo ăn ở trước mặt người ta nào có ích chi. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi. Loài người sẽ ra thế nào thì đã biết từ trước rồi. Người không thể cãi trả với đấng mạnh hơn mình. Có nhiều điều gia thêm sự hư không, vậy người ta được ích chi hơn? Vả, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình ở dưới mặt trời? Thi Thiên 34. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va,
hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội. Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: "Ngươi được phép nói để chữa mình." Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa: "Tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi. Tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh. Và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách, bắt trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả. Đứng đi dọc đường, buông tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy." Tôi thưa lại Chúa: "Chúa là ai?" Chúa đáp rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi đừng bắt bớ. Xong, hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ." Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng: "Phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa,
Vì thế nên người Giuđa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bổng quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách trùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin lời các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa, ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chày, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: Trong cách ăn ở người này, thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng: Nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Chương 27. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Euler về đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Euler đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilicia và Pamphili thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lycia. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cernit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng: Tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phênix, là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirte thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển.
Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió tìm lối chạy vào bờ. Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Chương 28. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manter. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa. Sải có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng: Thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì. Nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: Thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publio. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Publio này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhưng đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm,
và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mé biển Cilicia tới thành Rhegium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appius và chỗ ba quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng: "Hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Cê-sa, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này." Các người ấy trả lời rằng: "Chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giuđa nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mắt cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dầu vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi." Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này: "Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: hãy đến nơi dân này và nói rằng: các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy." Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa,
con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.